Đây mình sẽ độ một cái quạt này. Đấy, quạt tản nhiệt này. Đấy, quạt cánh chéo nhá. Đây quạt này, quạt cánh chéo này. Cánh chéo này nó thứ nhất là nó rất là nhiều gió này. Cái hai nó rất là êm. Đấy, chạy rất là êm. Đấy, độ lên những cái dòng xe nó cũ rồi. Cũ rồi thì tản nhiệt của nó. Tức là quạt dòng những cái dòng xe này là nắp chạy quạt ly tâm ấy. Chạy quạt ly tâm nhá. Thì gần như là nhiều lúc cái quạt ly tâm này nó chỉ làm mát được cái nước ở động cơ thôi. Không làm mát được cái hệ dàn nóng. Thì lên độ những cái quạt như này vào để cho nó tản nhiệt được cái dàn nóng nó tốt hơn. Thì nhất là mùa hè, thì nên anh em lên độ những cái dòng quạt này. Lên độ dòng quạt này thì nó hay hơn. Quạt này nó vừa mỏng vừa nhỏ gọn. Mà công suất quạt này ấy, là nó được 80W. Mà nó rất bền nhé. Quạt này rất bền đấy. Quạt này nó rất bền nó. Mà nó rất là mỏng này. Cái chiều này mỏng lắm. Cho nên là lắp ở những cái vị trí nó hẹp hẹp chút nhưng mà nó vẫn lắp được. Tiện lợi lắm. Đấy, như con này là phải độ cái quạt này vào cho nó làm mát được cái hệ dàn nóng thì điều hòa độ lạnh nó sẽ sâu hơn rất nhiều. Thì mình vừa giới thiệu cho anh em cái quạt chuyên để độ chế cho tất cả các cái dòng xe. Quạt này nó có 12V và 24V nhé. Cái đường kính của con này nó được khoảng 30cm. Tiện lắm. Thế anh em mà có nhu cầu tìm hiểu về dòng sản phẩm này thì liên hệ qua số điện thoại 0769086333 tư vấn lắp đặt tại gara BMT, địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Số điện thoại là 0856727222. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.